Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là thành phố Edmonton, Canada. Hôm nay tôi đưa quý vị đi xem xe hả quý vị? Đi coi xe, coi có chiếc nào đẹp không, mua được không, mua một chiếc chạy. Hôm qua hôm kia thì đi coi vàng bạc hoặc xoàng không mua được cái gì, hôm nay đi coi xe. Đây quý vị, đây là chiếc xe Hyundai đời 2024 mới, đời mới, chiếc xe mới. Chiếc xe này màu trắng. Xe này thì hình như là ngồi được 7 chỗ ngồi á, 3 dãy ghế. Này có cái vần xe bằng inox. Cái chiếc này á thì cái hiệu này á, là cái đời này á thì nó có 3-4 loại á. 1-2-3 hình như 4 loại á. Thì quý vị có thể mua loại thường, loại trung với loại cao, với loại cái loại cao hơn nữa. Thì cái giá của chiếc xe này á thì khoảng chừng 46.000 đô Canada cho đến 59.000 đô Canada. Thì nếu mà tính ra tiền Việt á thì chắc khoảng chừng 845 triệu đồng. Chiếc xe mà xe rẻ nhất á. Cho đến cái giá cao nhất là khoảng chừng cỡ 1 tỷ á. Thì cái chiếc này á, thì nó có 3 dãy ghế. Sau một dãy, với giữa một dãy, với trước có 2 người. Thì cái này, xe này á, thì ít nhất cũng đi được là 6 người. Ít nhất là 6 người. Thì ví dụ như mình ngồi chật vô chắc cũng được 8 người. Cái màu trắng thì nó cũng đẹp, nó cũng ok. Đa số thì chạy màu trắng thì nó dễ thấy hơn. Thôi mình đưa quý vị đi xem chút xíu vậy thôi. Xin cảm ơn quý vị đã xem video và hẹn quý vị lần sau. Thanks for watching everybody. Hope to see everyone next time. Bye bye.